Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với lớp học của cô Hảo. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học của ngày hôm nay là bài 63, luyện tập trung. Tiết 1. Qua tiết học này, cô sẽ cùng các con ôn tập và củng cố về thuyết cộng, phép trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 1.000. Ôn tập về hình học, hình phẳng và hình khối. Ôn tập về cách so sánh số và tính toán trong các trường hợp có hai dấu phép tính. Và ngoài ra, chúng ta còn được ôn tập về đơn vị đo khối lượng kg. Bây giờ, cô mời các con mở sách giáo khoa trang 97, chúng mình bắt đầu tiết học. Bài tập 1. Đọc cho cô yêu cầu bài 1. Bài 1 yêu cầu gì? Đúng rồi, bài 1 yêu cầu đặt tính rồi tính. Để đặt tính, các con cần lưu ý điều gì nhỉ? Đặt tính có nghĩa là viết phép tính theo hàng cột dọc. Đối với phép tính cộng, chúng ta phải viết số hạng thứ nhất trước, rồi viết số hạng thứ hai xuống dưới, viết dấu cộng ở giữa hai số và thực hiện phép tính từ phải qua trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Còn đối với viết phép tính trừ thì chúng mình viết số bị trừ trước này, rồi viết số trừ xuống dưới sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Rồi chúng ta viết dấu trừ ở giữa hai số, kẻ gạch ngang thay cho dấu bằng và thực hiện phép tính cũng từ phải qua trái. Bây giờ chúng mình đã nhớ lại cách thực hiện phép tính này chưa? Hãy dừng video lại và các con thực hiện vào vở bài tập của mình. Các con đã có đáp án của mình chưa nào? Bây giờ cùng quan sát lên màn hình và so sánh kết quả với cô nhé. Phép tính đầu tiên, 267 cộng 31. Chúng mình vừa nhẩm vừa nêu cách thực hiện lại nào. 7 cộng 1 bằng 8, viết 8. 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 2 cộng 7 bằng 7, viết 7. Vậy 267 cộng 731 bằng 998. 267 cộng 731 bằng 998. 382 cộng 56 bằng 384. 698 trừ 47 bằng 651. 721 trừ 350 bằng 371. Chúng mình có thực hiện giống kết quả với cô không? Hãy kiểm tra lại vở bài tập của mình và sửa lại những phép tính còn nhầm lẫn nhé. Bây giờ con hãy nêu cho cô giáo cách thực hiện từng phép tính. 7 cộng 1 bằng 8, viết 8. 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 2 cộng 7 bằng 9, viết 9. Phép tính thứ 2. 8 cộng 6 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 8, viết 8. 3 hạ 3. Vậy 328 cộng 56 bằng 384. Phép tính tiếp. 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. 9 trừ 4 bằng 5, viết 5. 6 hạ 6. Vậy 698 trừ 47 bằng 651. 1 trừ 0 bằng 1, viết 1. 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. Vậy 721 trừ 350 bằng 371. Những bạn nào còn chưa thành thạo cách thực hiện phép tính, các con hãy dừng video lại
và nêu lại cách thực hiện các phép tính này thật nhiều lần nhé. Bây giờ, qua các phép tính này còn có nhận xét gì? À, ta thấy rằng đối với phép cộng, ta thấy phép tính thứ nhất là phép cộng không nhớ trong phạm vi 1.000 và phép tính thứ hai là phép cộng có nhớ trong phạm vi 1.000. Đối với phép tính trừ thì phép tính đầu tiên là phép trừ không nhớ trong phạm vi 1.000 và phép trừ tiếp theo là phép trừ có nhớ trong phạm vi 1.000. Các con lưu ý phân biệt giữa phép trừ có nhớ và phép trừ không nhớ để chúng mình làm trong quá trình làm bài tập không bị nhầm lẫn. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 2. Đọc cho cô yêu cầu bài 2. Bài tập 2 yêu cầu các con làm gì? À, bài 2 yêu cầu các con quan sát các hình. Trên màn hình, cô giáo có các hình như sau. Nhiệm vụ của các con là hãy tính tổng của hai số ghi trên khối lập phương và khối cầu. Nhiệm vụ thứ hai là tính hiệu của hai số ghi trên khối hộp chữ nhật và khối trụ. Bây giờ các con quan sát lên các hình. Hình khối đầu tiên là khối gì nhỉ? À, đây là khối lập phương. Còn đây là khối hộp chữ nhật. Đây là khối cầu. Và đây là khối trụ. Bây giờ, ở yêu cầu thứ nhất, yêu cầu tính tổng của khối lập phương và khối cầu. Tổng chính là kết quả của phép cộng. Các con hãy dừng video lại và thực hiện vào vở bài tập của mình nhé. Các con đã có đáp án của mình chưa nào? Phần yêu cầu đầu tiên, tính tổng của khối lập phương và khối cầu. Cô có số 523 là của khối lập phương, khối cầu có số 365. Vậy 523 cộng 365 bằng 888. Yêu cầu thứ hai, tính hiệu của hai số ghi trên khối hộp chữ nhật và khối trụ. Khối hộp chữ nhật và khối trụ. Chúng ta có phép tính là 572 trừ 416 bằng 156. Chúng mình có thực hiện kết quả giống cô không nào? Chúng mình lưu ý, tổng là kết quả của phép tính cộng và hiệu là kết quả của phép tính trừ. Cụ thể, qua bài 2 này giúp các con ôn tập về phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 1.000, ôn tập về tên gọi thành phần trong phép tính cộng và phép tính trừ. Bài tập 3. Đọc cho cô yêu cầu bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 259 kg gạo, buổi chiều bán được 175 kg gạo. Hỏi, cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo? Các con hãy dừng video lại và tập phân tích rồi tóm tắt bài toán nhé. Bài toán cho biết gì nhỉ? Đúng rồi, bài toán cho biết. Buổi sáng bán được 259 kg gạo. Buổi chiều bán được 175 kg gạo. Và bài toán yêu cầu gì? À, bài toán yêu cầu tìm số kg gạo cả hai buổi cửa hàng đó bán được là bao nhiêu. Đây là phần tóm tắt của cô. Buổi sáng 259 kg gạo, buổi chiều 175 kg gạo, và hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu kg gạo. Sau khi tóm tắt xong, chúng mình đã hình dung ra cách giải bài toán này chưa nhỉ? Muốn tìm cả hai buổi bán được bao nhiêu kg gạo, còn làm phép tính gì? À, chúng ta sẽ lấy
số gạo buổi sáng bán cộng với số gạo bán trong buổi chiều thì chúng mình sẽ tìm được số kg gạo bán trong cả hai buổi. Bây giờ các con hãy dừng video lại và giải bài toán này vào vở ô ly. Chúng mình đã có đáp án chưa nào? Và quan sát lên trên màn hình, chúng mình cùng chữa bài với cô. Cả hai buổi cửa hàng bán được số kg gạo là số gạo của buổi sáng 259 kg cộng số gạo của buổi chiều là 175 kg. 259 cộng 175 bằng 434 kg. Đáp số 434 kg gạo. Những bạn nào đã thực hiện, kết quả giống với của cô nào? À, ngoài cách ghi câu lời giải này, con còn có cách ghi câu lời giải nào hay hơn không? Hãy tìm cho cô thật nhiều cách ghi câu lời giải khác nhau nhé. Vừa rồi, chúng mình đã được luyện tập giải bài toán có lời văn với một phép tính cộng có nhớ trong phạm vi 1.000 và vận dụng vào giải bài toán có lời văn. Bây giờ, cô mời các con chuyển sang bài 4. Đọc yêu cầu bài 4. Bài 4 yêu cầu con làm gì? Đúng rồi, bài 4 yêu cầu quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi. Đây là bức tranh có 3 bạn nhỏ, bạn Mai, bạn Robot và bạn Việt. 3 bạn đang cầm những tấm bìa hình tam giác, hình tứ giác và hình tròn. Nhiệm vụ của các con là hãy tìm xem bạn nào cầm miếng bìa ghi phép tính có kết quả bé nhất. Và phần B, miếng bìa ghi phép tính có kết quả lớn nhất có dạng hình gì? Muốn chọn được phép tấm bìa phù hợp với yêu cầu của phần A và phần B, chúng mình phải thực hiện các phép tính trong mỗi tấm bìa và tìm ra kết quả. Bây giờ, hãy dừng video lại và các con thực hiện vào vở bài tập nhé. Chúng mình đã có đáp án phép tính mà bạn Mai cầm, 689 trừ 357 bằng 332. Phép tính bạn Robot, 341 cộng 250 bằng 591. Còn phép tính của bạn Việt, 914 trừ 372 bằng 542. Chúng mình có thực hiện kết quả giống cô không nào? Ta thấy rằng miếng bìa của bạn Mai là có ghi phép tính có kết quả bé nhất. Miếng bìa ghi phép tính có kết quả lớn nhất có dạng hình gì? Đúng rồi, miếng bìa có ghi phép tính có kết quả lớn nhất có dạng hình tứ giác. Như vậy là cô và các con vừa hoàn thành xong tiết học này rồi. Qua tiết học này, chúng ta đã cùng nhau ôn tập củng cố về phép cộng, phép trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 1.000, ôn tập về hình học, hình phẳng, ôn tập về cách so sánh số, tính và trong các trường hợp có hai dấu phép tính. Và ngoài ra, chúng ta còn được ôn tập về đơn vị đo khối lượng, kg. Qua bài học này, cô mong các con sẽ giành được thành tích học tập ngày càng tốt hơn. Và chúng mình nhớ bấm đăng ký kênh của cô để theo dõi những bài học tiếp theo nhé.